Hello, xin chào cả nhà. Vâng, từ ngày hôm nay Nam sẽ cập nhật tới là cả nhà mình một cái video về tiến độ cơ sở hạ tầng cũng như tiến độ về thi công khu Đại học Quốc tế Công lập Việt Đức, trường đại học quốc tế lớn nhất ngay tại Việt Nam. Đây, thì dự án quốc tế trường Đại học Quốc tế Công lập Việt Đức thì nằm tọa lạc ngay đường vành đai 4 thuộc Mỹ Phước, Bến Cát và Bình Dương. Thì sau một thời gian khởi công thì bây giờ hiện tại thì Nam sẽ gửi đến cả nhà mình một video xem cái tiến độ thi công và tiến độ làm tới đâu rồi. Đây thì mình vừa vào, nó vào là cổng chính nha cả nhà, cổng chính. Và vào đây thì mình đang vào có một cái số hạng mục, thì bên tiến độ thi công công trình thì đang xây dựng có một số hạng mục thì gần như đã hoàn thiện rồi. Thì đối với dự án này thì hình như là hoàn thiện hiện tại thì khoảng là 90% rồi nha cả nhà. Đây thì mình đến để đi dạo vòng xung quanh cái trường đại học Tây Việt này để mình xem các cái công trình của trường đại học thì hiện tại chúng ta đã làm tới đâu rồi nhé. Và trường đại học quốc tế Việt Đức thì được thành lập vào 2008, nhưng mà hiện tại thì bên trường đại học thì đang mượn về cái đang thuê lại một cái phần đất khoảng 8.000 m² ở ngay đại học quốc tế miền Đông, thuộc vào Lê Lai, phường Hòa Phú, thành phố mới Bình Dương, thì đang cho học sinh hiện tại đang học và đào tạo tất cả các ngành ở ngay ở khu vực đấy. Thì sau khi đường khuôn viên này hoàn thiện thì bắt đầu chuyển sinh viên từ trường đại học quốc tế miền Đông qua trường đại học quốc tế Việt Đức này. Thì ở đây là đại học có quy mô rất là lớn nha cả nhà, là khoảng 5.000 m² trên quỹ đất này. Thì hầu như trong trường đại học quốc tế Việt Đức này thì tất cả các cái hoạt động từ học hành, vui chơi, ăn uống, thể thao, rồi các thí nghiệm, rồi tất cả những khu mà gọi là đạt chuẩn quốc tế và theo tiêu chuẩn của Đức á, thì ở đây là hầu như là người ta sẽ có đầy đủ cho sinh viên học ở đây. Thì đây là một trong những cái trường đại học mà hứa hẹn sẽ là cực kỳ tiềm năng dành cho những ai có ý định cho con mình học thêm cái môi trường ở Việt nhưng mà theo cái tiêu chuẩn học của là Đức, thì ở ngay tại khu vực này. Đây, bây giờ mình cả nhà mình cũng sẽ đi dạo quanh một vòng về cái khu công viên này để xem hiện tại nó làm tới đâu. Tại vì cái video này nó khá là dài nên tại vì khu công viên nó khá là rộng ấy cả nhà, thế nên Nam sẽ làm hai video thì cả nhà có thể là theo dõi để cho biết hiện tại có như nào nhé. Bây giờ thì chúng ta cùng nhau để dạo một vòng quanh khu thì hiện tức này thì xem thử nó bây giờ nó như nào nhé. Đây rồi cả nhà mình cùng đi nhé. Thì cả nhà ơi, cả nhà nếu cảm thấy hay và đây là những cái thông tin bổ ích, cả nhà có thể ủng hộ Nam bằng đăng ký kênh hoặc like hoặc chia sẻ và nhấn chuông thông báo để nhận theo những cái video mới nhất Nam sẽ chia sẻ về ngay khu vực ở Bình Dương cũng như khu vực Bình Phước. Thì thường có những cái gì mới, cũng có những cái quy hoạch mới hoặc là những cái gì mà tiềm năng á tốt thì Nam sẽ chia sẻ lên cho cả nhà mình cùng cập nhật nhé. Vâng, xin cảm ơn cả nhà nhé. Và Nam có một chia sẻ với cả nhà một điều nữa là ở đây này, khi bất động sản ở ngay khu vực ngay tại khu gần đại học Việt Đức quốc tế Việt Đức này thì hiện tại đang rất là sốt cả nhà. Tại vì theo mình được biết á, thì có thể là khoảng quý 2 hoặc quý 3 thì bên đại học quốc tế Việt Đức này là sẽ đi vào bắt đầu về hoạt động 100%. Thì bây giờ chỉ còn một số vài hạng mục nhỏ đó thôi, nhưng mà những cái công tác nhỏ này nó cũng gần thời gian là khá là lâu, chứ tầm khoảng là cứ hai học cứ ba thì trường đại học quốc tế Việt Đức này thì sẽ đi vào hoạt động này. Thì về một số mình nhìn ở phía xa đấy thì một số cái hạng mục đang còn thi công nữa. Thì ở đây thì nếu mọi người có nhu cầu đầu tư bất động sản ngay cả khu vực gần đại học quốc tế này thì sau này cho nhu cầu sinh viên ăn uống ở sinh hoạt hay là đầu tư về định cư ngay tại khu vực này thì có thể là liên hệ theo số hotline của Nam trên đó, thì Nam sẽ hỗ trợ và chọn cho mọi người những sản phẩm nó phù hợp ngay tại khu vực này nha cả nhà. Vâng, xin cảm ơn cả nhà nhé, hẹn gặp lại cả nhà vào những video sau. Và video này
còn một phần nữa nha cả nhà, tại vì nó khá là lớn nên Nam muốn chia sẻ là 2 VM để cho có thể là cả nhà có thể cập nhật và nhìn rõ được cái toàn cảnh nhất tại ngay khu đại học Việt Đức này. Và xin chào cả, cảm ơn cả nhà và chúc cả nhà ngày mới tốt lành nhé.